Chương 6. Hãy giữ đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta cho họ đều thấy, bằng không thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của cha các ngươi ở trên trời. Vậy khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tà biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm, và cha ngươi là đứng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và cha ngươi là đứng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy cha chúng tôi ở trên trời, danh cha được thánh, nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về cha đời đời. Amen. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình, vì họ nhăn mặt cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi kiêng ăn, hãy sức dầu trên đầu và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn. Nhưng chỉ cha ngươi là đứng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi. Và cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì trưng của cải các ngươi ở đâu, thì lòng các ngươi cũng ở đó. Con mắt là đèn của thân thể, nếu mắt ngươi sáng sủa, thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng, nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao. Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu chữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Và lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa hệ ngoài đồng mọc lên thể nào, chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.